Phương Minh chào cả nhà. Hôm nay mình giới thiệu với cả nhà mình một ít cây tùng hiện niên ha. Cỡ này thì cả nhà mình có thể là uống được vậy ha. Hoặc là mọi người đi mà trồng được được ha. Nhiều cỡ cây ha cả nhà mình. Còn bên đây là tùng Đài Loan nè. Đây là tùng kim cương. Đây là cây ghép. Đây có một cây bonsai mini nè. Cây bông trang hồng phấn mini nè. Cây này để bàn nè. Thay vào chậu để bàn đẹp ha. Nhỏ gọn. Để vài viên đá nữa. Chơi được rồi. Mai chiếu thủy. Tùng này cao cỡ 5-6 tấc nữa cả nhà. Người trồng là vừa lắm đó. Này có khoảng vài trăm cây ha. Nhà mình cần thì có thể gọi cho mình với số điện thoại 0917 072 138 nha. Mình nhắc lại số điện thoại là 0917 072 138 ha. Cam nhật nè. Trái dễ thương kìa. Đây có một gốc mai, gốc hủy quái cả nhà. Này dấu Thủ Đức. Cốt già ghê. Tham quan nhiều thế ha cả nhà mình. Nhà mình thích cây nào thì gọi cho mình qua số điện thoại trên nha. 0917 072 138. Rồi mình chào cả nhà ha.